Bất ngờ hai sư đi cùng sư Minh Tuệ rớt lại và nói hết sự thật về ban đêm thầy Minh Tuệ nói gì và dạy gì cho các bạn đồng tu. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta vào video để chúng ta theo dõi nội dung chi tiết trong video ngày nhé. Bao lên đường sạc, bao lên đường khi đường di chuyển đi qua. Mến chào quý vị khán giả, quý Phật tử đang theo dõi trên kênh của Thành Trung. Thì hiện tại bây giờ thầy Minh Tuệ cùng các đồng tu đang đi đường tránh của Huế nha cả nhà. Thì bây giờ là cũng đã 4:43 rồi. Vâng, thì hiện tại bây giờ thì lực lượng chức năng làm rất là tốt nhiệm vụ khi mà điều tiết giao thông nha cả nhà. Lực lượng chức năng Huế làm rất là tốt khi mà thầy Minh Tuệ cũng như là các đồng tu đi trong cái khu vực của Huế. Thì mọi người cũng biết rằng khi mà lực lượng chức năng làm như vậy á, thì có một cái hình ảnh rất là tốt khi mà mình chia sẻ lên mạng xã hội á. Thì thầy cũng chuẩn bị tới rồi cả nhà. Thì Thành Trung cũng ghi lại những cái hình ảnh như thế này để chia sẻ lên cho quý ông bà, cô bác, quý Phật tử theo dõi để nắm bắt được cái lộ trình cũng như là cái thời tiết khi mà thầy cùng các đồng tu đi cho cả nhà mình nắm bắt theo dõi ha. Thì trước mặt quý vị khán giả thì các bạn đồng tu của thầy cũng đã đi gần tới đây rồi. Đúng. Đúng. Đúng xe của chip. Đây cả nhà. Thì các thầy cũng là đã tới nơi rồi. Thì tính xem là bao nhiêu thầy rồi nha cả nhà. Đi trước là 1 2 14 16 18 10 12 14 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 50 52 54 là cả là 54 vị rồi nha cả nhà. Nắng quá sao hả mấy thầy? Nắng quá hả? Nắng ha. Nói chung là bên phía cơ quan chức năng làm việc rất là tốt khi mà không cho người dân mà tụ tập đi theo mấy thầy đông đúng không?
mấy thầy đi nói chung là cũng có những cái không khí mát mẻ trong lành. Đúng rồi, cũng mong sao là bên phía chức năng sẽ làm việc tốt hơn để cho các thầy đi cho nó thoải mái ha. Để hỏi thăm thầy chút xíu ha. Trời ơi thầy. Dạ. Thầy theo thầy Minh Tuệ lâu chưa? Dạ con mới theo được một tuần đây thôi. À một tuần. Dạ. À pháp danh của mình là cái gì hả thầy? Thiện Hòa. À Thiện Hòa. Dạ. Vậy là mình đã xuất gia ở trong chùa hay là như thế nào chưa? Chưa con ở tại gia thôi. À mình là một Phật tử tại gia. Rồi mình phát tâm là đi theo bước chân của thầy Minh Tuệ. Dạ. À đi theo chủ yếu là học hỏi sức khỏe và lại đạo đức. Chứ thầy có Phật. Dạ. Dạ thầy đi với thầy Minh Tuệ được bao nhiêu ngày à thầy? Dạ con được 7 ngày rồi. Là quê mình ở đâu thầy ha? Con ở Bà Rịa Vũng Tàu. À quê ở Bà Rịa Vũng Tàu. Là mình đi từ đâu? Dạ con đi từ Quảng Bình. À con có xe ra là đi từ Quảng Bình đi tới hôm nay. À đi từ Quảng Bình. Là cũng được bao nhiêu ngày rồi ta nhỉ? Con đi được 7 ngày đó. À 7 ngày được 7 ngày. Dạ. Vậy là khi mà tối nghỉ ngơi á thì thầy có dạy cho mình những cách ngồi thuyền hay là như thế nào? Dạ có chứ. Thầy vẫn chỉ cho mọi người từ từ. À. Nói chung là tự học lẫn nhau. À. Thầy chỉ chỉ cái cách cơ bản thôi, còn lại thì tự học lẫn nhau. À. Ví dụ như là có chỉ đi như thế nào cho nó mình giữ được cái sức khỏe hay là cái cách uống nước, uống non như thế nào không? Dạ có chứ. À. Nói chung là thầy dạy phải giữ giới. Ừ. Phật tử tại gia thì 5 giới. Ừ. Còn mà đi theo thầy thì phải giữ 10 giới, 10 giới sa di. À. 10 giới sa di rồi trong đó có 250 giới của tỳ kheo. Ồ. Đó nhưng mà tụi con đang học thôi chứ tụi con chưa thuộc hết. Hay gì đây mà. À. Là 10 giới là những cái giới gì giờ thầy có nhớ được không? Là những cái giới gì không? Thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Không rượu bia. Ăn một bữa. Ăn một bữa trước giờ trưa, trước giờ ngọ. À. Rồi 6 giới rồi. Không nói dối. Dạ. Giới không nói dối. Dạ đúng rồi. À, 6 giới rồi. Không giới thứ là giới thứ bảy 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 là giới thứ b
là thầy cũng dạy hết những cái giới mà mình cần phải giữ. Nói chung là khi nào mình giữ giới là mọi thứ đều tốt đẹp đó. Thì mình đi được một tuần như vậy á, thì mình có thấy là thay đổi được cái gì không? Sẽ có cái sức khỏe của mình thay đổi. Trước kia là mình cũng ăn ngày ba bữa. Dạ đúng rồi, trước khi có nó con ăn ngày ba bữa. Trước khi đi thầy có rèn luyện thêm? Dạ không, con không rèn luyện gì hết. Ra đây mới rèn luyện. Dạ đúng rồi. Khi mình ra đây là ra cái là đi cùng với thầy Minh Tuệ luôn hay là mình đi như các Phật tử mấy ngày để rèn luyện cái sức khỏe trước rồi mình với khoác y hay là như thế nào? Nói chung là con mới ra tới thì con cũng có đi một ngày thử, nhưng mà con định là đi vài ngày, nhưng mà đi một ngày thấy ổn cho nên là con xin thầy đi theo luôn. Là xin thầy đi theo luôn. Dạ. Yeah.
là tối lại là mình nghỉ ngơi. Đúng rồi. Tối là tối đó là con đi một ngày đó, là tối đó là con xin vô xin thầy luôn. À. Dạ. Thì thầy vô cùng hoan hỷ, coi như là tất cả mọi người nên học theo lời Phật dạy ha. Dạ, dạ đúng rồi. Nhưng mà mình đi vậy trời nắng nó cũng khá là mất sức. Dạ, đúng rồi. Thầy có dặn là có dạy mình là ví dụ như cách uống nước như thế nào để cho nó ổn định sức khỏe, cho nó có khỏi mất nước không? Tụi con là chỉ uống nước lọc thôi, không được uống những cái nước khác, nước có ngọt, nước ngọt hay là nước có ga, bất cứ cái loại nước gì đó là không được uống, chỉ uống nước lọc thôi. Khi mà giữ giới kỹ á là người nó rất là khỏe. À, là chỉ có ăn chay và uống nước suối. Uống nước lọc, dạ. À, còn ví dụ như là sữa siết là mình cũng không có dùng. Cũng tùy, sữa thì có sữa đậu nành nhưng mà uống chỉ uống buổi sáng thọ thực thôi. À. Dạ. Nguyên ngày thọ thực xong rồi không uống nữa. Thì cái khi mà mình mới vô như vậy á, dạ, ngày đầu ngày thứ hai á là mình có thấy cơ thể nó kiểu là chưa thích nghi kịp, nó có mệt mỏi hay là như thế nào không? Mấy vị khác thì con không biết nhưng mà con thì không có bị. À. Dạ. Là trước kia là mình đã ăn chay chứ hay là mình vẫn ăn mặn bình thường? Vài năm rồi. Ồ, cùng ăn chay trước, dạ, ăn chay trường hay là dạ, hay là ăn chay cử? Con ăn chay trường. Ồ. Ăn chay trường 4 5 năm rồi. Thầy có đi chùa nhiều không thầy? Cũng có nhưng mà ít lắm. Dạ. Là y này là tự mình may luôn hay là sao? Dạ đúng rồi, tự con may đó. À. Đây là từ mình may hết rồi ha. Dạ, từ con chẳng có thấy con may đâu. Mấy ngày mới xong một bộ y thôi. Cái y này không có con may được 4 ngày. 4 ngày ha. Dạ, vậy là mà chỉ cho đi. Cái y mà mỏng mỏng như thế này á, mặc thì nó khỏe hơn đúng không? Dạ đúng rồi, nó khỏe hơn. Mà những cái vải mà nó dày nó đi trời nóng thì nó nắng. À. Nếu mà vải dày đi trời nắng thì nó nóng. Ồ. Trời mưa thì nó nặng lắm. Trời mưa thì nó nặng. Dạ đúng rồi. Ví dụ như mà con mày cũng để uống cho đi. Dạ không, tụi con đi bộ được. Là trưa nay nghỉ trưa rồi có thoải mái không? Dạ, cũng không nghỉ trưa thoải mái. À, là trưa nay là được mấy chú công an là làm việc rất là tốt. Thì mình cũng được nghỉ ngơi thoải mái hơn những mấy bữa trước ha. Nói chung là mấy bữa trước thì khá là lộn xộn. Mấy chú công an mấy hôm nay rất là cực. Đúng rồi. Mấy chú, dạ. Nói chung là mấy chú công an rất là cực. Dạ. Khi mà Phật tử, thì nói chung là Phật tử thì cũng yêu mến các thầy. À, Phật tử yêu mến các thầy thì coi như cũng muốn là coi như gặp đảnh lễ thôi chứ cũng không có gì cả, nhưng mà dạ, nhiều khi rồi. Là đông quá á, dạ, đông quá rồi không kiểm soát được á. Dạ. Dạ là trước kia thầy làm nghề gì? Con trước kia con bán hàng thôi, con bán nói chung bán hàng thôi chứ không có là gì hết. À, cũng có gia đình rồi ha. Dạ có gia đình nhưng mà con ly dị cách đây 5 năm rồi. À, là có con chưa? Có một đứa con. À, có một đứa con. Giờ con ở với mẹ. Dạ con ở với mẹ. À. Nhưng mà trước lúc đi con cũng có thông báo, con cũng có nói rồi. À, là trước lúc đi là mình có nói với gia đình hết hả? Dạ nói với gia đình con với nói với gia đình bên đứa con. À. Có hai bên. À. Dạ. Là con lớn chưa? Dạ con được 7 tuổi. À. Giờ là cũng đang nhỏ chứ cũng chưa lớn lắm. Là mình đi vậy là mình nguyên là đi học hỏi hay là mình nguyên là sẽ đi theo bước chân của thầy Minh Tuệ luôn? Con nguyện đi theo bước chân của thầy Minh Tuệ. Ờ, là nguyện là đi luôn đó, ha. Dạ. Ồ. Nói chung là cũng tùy duyên, thầy đi đến đâu mình đi đến đó. Ờ. Thì thầy nói là thầy sẽ đi suốt đời đấy. Nên là cũng cố gắng để mình có thể là đạt được cái ý nguyện để học theo lời Phật dạy. Dạ thầy cho hỏi là nếu như mà thầy
thế như thế nào? Con sẽ tìm chỗ ăn tu heo thôi. Dạ. Đến lúc thầy đi tụi con đi tiếp. Ừ. Dạ, thì ý là khi đó thì mình chỉ cũng tìm một cái vị trí riêng. Dạ đúng. Gần cũng có thể là gần hoặc là hữu duyên gì đấy là tính sau. Dạ. Nhưng mà thầy cũng đi ăn tu. Dạ đúng rồi. Đến khi thầy Minh Tuệ đi lại thì thầy chỉ xin đồng hành cùng sư Minh Tuệ tiếp. Dạ. Dạ. Là thầy Minh Tuệ là cũng dạy cho mình mặc y đồ coi như cũng cũng dạy á. Thầy tắm nhà này. Thầy dạy cho tụi con có. Thầy dạy cho tụi con mấy huynh mấy sư trước, mấy thầy trước. À. Xong là mấy thầy trước dạy lại cho tụi con. À, là kiểu là học hỏi huynh đệ học hỏi lẫn nhau. Dạ đúng rồi. Ai biết cái gì thì chỉ cho mình cái đó. Dạ đúng rồi. Trong giới mà con chưa học hết mà con có phạm cái gì thì có mấy thầy đi trước mấy thầy nhắc. Ừ. Như tối mình ngủ ở trong nghĩa địa thì mình có ngủ cách nhau xa không? Dạ cũng gần đó, không xa. Là mấy bữa mà ở nơi Quảng Bình á là tự mình đi khất thực hay là như thế nào hay là Phật tử mang ra cúng rồi mình dành? Tùy hôm mà có bữa thì nếu mà đông quá thì cho Phật tử vô đặt bát, còn nếu mà thấy mà người dân mà ra ít thì cho con đi khất thực cho nó cho người dân người ta hạnh phúc. Theo như sư thì nếu như mà mình đi khất thực với người dân cúng dường mang ra đồ sẵn cho mình nhá thì mình thích cái đường nào hơn? Theo ý kiến con á, dạ. Con thì con thích là đi khách thực. À. Dạ, còn mấy thầy khác thì con không có gì đâu. Thì nếu như mà đi khách thực, tự mình đi khách thực á, dạ. Thì nó sẽ coi như là đúng cái pháp tu, cái hạnh tu. Dạ. Ha. Dạ. Còn nếu như là mình mà được người dân mang đồ ăn ra sẵn cúng dường á, dạ. Thì kiểu là nó dễ quá. Dạ. Phải không ạ? Dạ. À, đó là theo thành trung nghĩ vậy thôi. Dạ, còn không biết là coi như mấy sư thì nghĩ như thế nào. Dạ. Đó. Đang ngồi nên đồ mà đã xuống cái cây khúc đấy. Là mình đi vậy là đang đi dép. Không, lúc nãy giờ con đi dớ. Đi dớ đang nói chung là cái gì cũng phải tập từ từ. Dạ, tập. Chứ mà ví dụ như là mình mà mới bắt đầu mà bỏ dép ra cái là cái chân mình nó phồng rốt lên đó. Dạ. Nó phồng lên là đi không được nữa. À. Dạ. Cảm ơn thầy, chào thầy. Dạ, anh Di Đà Phật cũng đó. Vậy là mình giờ là các thầy ở đây nghỉ cho nó khỏe. Không, thầy xuống là thầy xếp thi cho nó gọn lại là tụi con bắt đầu đi tiếp. À. Dạ. Rồi mình về sau nói dạ. Chung là phải về đến nơi chùa nghỉ ngơi. Dạ. Bao nhiêu giờ cũng phải về tới. Dạ đúng rồi. Khi mà nhiều thầy ở phía sau mà nhiều lắm, thầy bị đau chân á, nhưng mà khi mà cố gắng tham nhẫn lên thì cũng phải về đến nơi an nghỉ, nơi cái chỗ mới thầy nghỉ, chứ mà bỏ cuộc là đi về luôn á. Vì bữa giờ cũng nhiều bị bỏ cuộc lắm, nhiều người lắm nữa hả? Dạ. Mà cũng nhiều người vô đúng không? Dạ đúng rồi, nhiều người vô nhiều hơn ra. À. Thì như hôm bữa mà thầy Minh Thiện gặp phải cái chuyện đó thì các sư ở trong các bạn đồng tu chắc cũng biết hết. Có biết không? Có biết hết không? Có biết chuyện sư Minh Thuệ sư Minh Thiện? Nói chung là biết thôi chứ không có biết cái vấn đề gì đó trong đó. À, là thầy, kiểu là bị thầy... sốc nhiệt đấy, sốc nhiệt mà không qua khỏi đấy. Thầy sốc nhiệt nhưng với lý do là thầy nói chung là cái nghiệp của thầy, cái nghiệp của thầy bắt buộc phải như vậy. Đến lúc thầy đi là thầy phải đi thôi. Thì nói chung là mỗi người là mỗi con người chúng ta là mỗi cái nghiệp riêng mà. Dạ, đúng rồi. Người thì có thể là đi về cái chuyện này, người thì coi như bị cái chuyện kia. Dạ, rồi ra đi. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà thầy Minh Thiện á, khi mà gặp được thầy Minh Tuệ. Mới có 3 ngày thôi. Yeah. Thì cũng đó cũng là một cái duyên. Yeah.
mà cái nghiệp của thầy Minh Thiện như vậy là cũng rất là vui rồi, cũng mãn nguyện rồi. Về từ Mỹ mà đi về đây, cái ước nguyện mà đi về đây để được mà học hỏi theo bước chân của Phật, cũng như là học hỏi theo những cái lời Phật dạy, như vậy là cũng mãn nguyện như thầy ha. Như cái hôm mà thầy Minh Thiện qua đời á, thì ở trong anh em các bạn đồng tu á, thì có làm cái lễ gì hay là có nói gì cầu siêu cầu đồ cho thầy không? Không, con đi tu này là không có làm lễ gì hết. À. Dạ. Nó không có giống pháp trong chùa. À. Lễ không có, tụi con không có làm mấy lễ đó. Dạ. Nói chung là mình ý như là để tự nhiên cái duyên nó tới. Dạ. Kiểu này ha. Thì người nhà thì cũng có liên lạc, là nói chung là cũng bảo là coi như cái nghiệp của thầy như vậy rồi thì cũng phải chấp nhận thôi. Thời giờ với bây giờ có buồn rầu hay là có như thế nào đi chăng nữa thì cũng nó có tới thì nó cũng đã tới rồi ha. Cái nghiệp tới là nếu mà ở nhà nó cũng sẽ tới thôi. Đúng rồi. Nhưng mà trước lúc nó tới thì mình gieo được một cái duyên lành thì nó rất là tốt rồi. Đúng rồi. Dạ. Chỉ sợ là mấy sư mà mới vô á, dạ, nó chưa quen cái thời tiết á. Dạ. Ví dụ như ở cái vùng nhiệt đới khác, dạ, mà chưa quen cái thời tiết, mà khi mà mình đang ăn uống đầy đủ dưỡng chất, dạ, ngày ăn 3 bữa. Dạ. Mà đi với cái thời tiết khắc nghiệt như vậy là mình mà cố là nó sẽ nguy hiểm. Dạ đúng rồi. À, ví dụ như thầy cũng có dặn tụi con là đi cũng khi mà đuối sức thì cứ nghỉ ngơi xong đi tiếp, nghỉ sau đừng có bỏ cuộc. À dạ. là thầy cũng có dặn là ví dụ như là mình mệt. Dạ thì cứ nghỉ ngơi. Thì cứ nghỉ. Dạ. Rồi coi như cứ đi miền sau là tới chỗ nghỉ. Thì hôm bữa thì thầy Minh Tạng mà coi như phải đến 3 giờ sáng đấy là mới tới chủ nghỉ. Dạ, đúng rồi. Đó, trong khi đó là đau chân quá trời quá đất luôn, nhưng mà thầy vẫn cố gắng là sẽ về, bấy giờ cũng sẽ về đến chủ nghỉ. À, là thầy Minh Tuệ cũng có dặn dò là coi như các bạn đồng tu là sẽ cố gắng miền sau đừng bỏ cuộc là được ha. Thì cũng mong sao là các thầy theo lời Phật dạy thì tu thành chính quả để độ cho chúng sanh, rồi chúng sanh cũng học hỏi được cái hạnh của các ngài để có thể là thay đổi cái xã hội mình, có thể là không có những cái chuyện mà tham sân si nhiều để xã hội nó phát triển. Sáng nay thì cũng có một sư huynh là kiểu là nghiện rất là nặng, cũng khoác lên mình y, cũng tự cạo đầu xin đi theo thầy Minh Tuệ để rèn luyện, để buông bỏ. Không biết là sư huynh đã biết cái sư đó chưa hả? Khéo là đông quá. Khéo là đông quá rồi, cái như cùng mình cũng không thể mà cái như giao lưu hết được, đúng không? Không có giao lưu hết được, đông lắm. Hôm nay là lắm, mấy vị vô nhiều lắm. Ví dụ nhà vị nào mà hay đi gần mình nữa thì mình có thể là trò chuyện được thôi. Còn cái khi mà vô chủ nghỉ nữa thì mỗi người cũng ở mỗi chỗ rồi, nhiều khi là coi như không biết là vị nào ra vị nào ấy chứ. Còn còn không biết hết pháp danh mấy vị mà. Đó. Đông như vậy sao mà biết được dễ gì biết. Nhiều khi vị nào vô vị nào ra các ông không biết luôn. Rồi mô Phật rồi các nhà các sĩ cứ nghỉ ngơi rồi các nhà tiếp tục tập bộ hành ha. Con cũng chúc mọi người và huynh được hạnh phúc. Dạ rồi, cảm ơn sư rất là nhiều. Thì Thành Trung cũng chúc các sư huynh sẽ giữ được giới và tu thành chánh quả theo lời Phật dạy, rồi mình lấy cái tấm gương của thầy Minh Tuệ để mình giữ giới, để mình học hỏi.
thì thầy Trung cũng nói chung là chia sẻ từ cái khi mà thầy Minh Tuệ mới có thầy Minh Tạng rồi đến bây giờ là thấy cũng rất là đông, thầy Trung rất là vui khi mà có rất nhiều người tìm đến để mà học theo cái lời Phật dạy giống như thầy Minh Tuệ. Rồi, mô Phật.